Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi ăn quán mì udon và tempura Marukam các bạn. Thì ở đây thì họ chuyên về udon với lại là tempura. Đây nó có rất nhiều loại giá các bạn, mỗi loại nó sẽ có một cái mức giá khác nhau. Ví dụ như là mì udon các bạn, cái giá mà thấp nhất thì nó khoảng 75.000 một tô, còn cái loại cao nhất thì nó cũng chỉ khoảng chừng 115.000 một tô. Mỗi loại thì nó sẽ có loại medium và loại large. Ví dụ như một cái tô ở đây mình gọi cái món này là món gì em? Mì cà ri bò. Ở đây mình gọi mì cà ri bò này các bạn, thì nó chỉ có 75.000 thôi, tức là mì udon với lại là bò, mì cà ri. Bên cạnh đó thì cái tô của mình ở đây là mình gọi một cái phần mì udon bò với trứng, thì cái phần này giá của nó có khoảng là 99.000, nhưng mà mình gọi cái phần size lớn là 115.000. Cái phần kim chi thì mình order thêm là 10.000 một chén như vậy nha các bạn, 10.000. Bên cạnh đó thì mình có order cái bánh cá hồi này các bạn, thì cái bánh cá hồi này là có giá là 30.000. Ở đây thì nó có cái tempura thêm nè các bạn, thì mình sẽ chấm cái này ăn. Rồi, một cái trứng như vậy, thường đó, khi mà các bạn ăn mì udon thì các bạn sẽ ăn kèm cái trứng này. Trứng này là trứng hồng lòng đào đúng không? Một trứng như vậy là khoảng 10.000 đây nè các bạn. Đó, mình rất là thích. Mỗi lần mà mình ăn cái Marukam thì mình được ăn cái trứng lòng đào này. Đây là một cái phần của mình vừa order cho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha các bạn. Thì ở đây họ cho mình một cái đôi đũa. Đôi đũa này thường là cái loại đũa tre. Đũa tre thì thường ngay đầu này nó sẽ dính lại nè, thì mình ăn mình giật ra như vậy. Rồi sau khi mình ăn xong rồi thì cái đôi đũa này mình nghĩ là sẽ bỏ đi. Thì nói chung là dù sao đi nữa cái này nó cũng thân thiện với môi trường các bạn. Thì cái phần mì mà mình gọi các bạn, mì udon bò này các bạn, nó có một rất là nhiều bò luôn nè, với một cái trứng vịt. Một cái trứng ở đây thì mình sẽ trộn lên. Trứng này nó hơi sống, kiểu giống như là nó chưa tới mức lòng đào luôn, nó lỏng lắm. Nhưng mà rất là nhiều bò, nó giống cái món mì Quảng của Việt Nam mình vậy các bạn. Nó rất là ít nước, hầu như mình không thấy nước luôn á. Rất là nhiều bò luôn. Thì cái món bò này nè là mình sẽ chấm với lại cái chén nước tương mù tạt này nè các bạn. Đây là bò này các bạn, thì bò mình sẽ chấm với lại nước tương màu vàng này các bạn. Các bạn thì cái cọng udon của các bạn, nếu mà là đúng udon nha, là các bạn cắn vô một cái là nó sẽ đứt liền. Thì cái cọng này ở đây là nó màu trắng. Thì ở Việt Nam mình có một cái loại cọng mà mì nó giống như vậy nè các bạn, biết ở đâu không? Đó là Hội An. Thì Hội An đó là nó có cái món cao lầu các bạn, thì cái cọng nó giống vậy nè. Nhưng mà cái cọng mì của Hội An á, thì nó có một màu vàng. Thì khi nào mà mình đi Hội An là mình sẽ giới thiệu cho các bạn món đó. Bình thường mình tới đây là mình sẽ ăn mì nước, nhưng mà hôm nay là mình ăn có loại mì này, nó hơi sệt sệt một xíu. Cái phần của mình đó là 115.000, nhưng mà rất là nhiều bò luôn. Cái bò mà nó sử dụng ở đây các bạn là bò Mỹ, chứ không phải là mấy cái loại giống như là bò Việt Nam mình nha. Vì rất là ngon. Cái miếng bò này mình trộn với lại trứng đó các bạn, cho nên các bạn thấy nó áo lớp trứng nè, trồng trắng trứng á. Khi mà các bạn tới Marukam á, thì các bạn nhớ ăn trứng nha, trứng lòng đào. Thì cái loại trứng này các bạn là nó ngâm với lại cái nước thảo mộc đó các bạn, cho nên mình ngửi thì đây, ở trong cái ruột của nó sẽ hơi đặc đặc lại một xíu,
chứ đâu phải như là cái lòng đào của mình, khi mình cắn cái nó bắt đầu nó chảy ra, nó giống giống như hộp vịt muối vậy các bạn. Nhưng mà hộp vịt muối á thì cái lòng đỏ nó sẽ hơi cứng, còn ở đây á nó giống như hộp vịt muối nhưng mà nó lại không có mặn, nhưng mà nó hơi lỏng hơn một chút xíu. Ngon quá, mình sẽ cho thêm một ít kim chi vô ăn chung nè. Marucam á các bạn thì nó có rất là nhiều chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và ở nhiều nơi trong cả nước, mình có gặp rồi rất là nhiều chỗ. Nhưng mà cái chỗ mà mình đang ngồi ở đây là Aeon Bình Tân. Aeon Bình Tân thì mình lên lầu 3. Khu này có nhiều cái chỗ ăn cũng nổi tiếng lắm các bạn. À, Kichi nè. Kichi nè, Khao Lao nè, Thai Express nè, Seoul Garden nè, King BBQ nè, Hotspot Story nè. Rồi nói chung nhiều lắm. Hồi nãy mình có gọi một cái món bánh cá hồi các bạn, thì mình nghe nói là cái món bánh cá hồi ở đây rất là ngon, thì mình có gọi thử nè các bạn. Một cái bánh như vậy á, có nhỏ xíu như vậy nha, là 30.000 lượng nha. Đó. À, đây nè, ở bên trong á thì nó sẽ có sốt với lại cá hồi này. Các bạn thấy cái miếng cá hồi nó đỏ hỏn ở bên trong ruột không, rất là ngon. Thì cái loại bánh cá hồi này á, các bạn sẽ ăn chung với lại món nước sốt xí muội. Đây, sốt xí muội nè. Ở bên trong ruột các bạn, nó có, mình ăn mình cảm thấy là nó có, thứ nhất là cá hồi ha, bên cạnh đó nó có cái mayonnaise các bạn, cho nên nó không thơm. Mình chấm cái món tắc xí muội ăn ngon lắm. Bên ngoài thì cái lớp vỏ nó giòn giòn, từ cái lớp bột bên ngoài hơi nhiều dầu. Từ lâu rồi mình ít có ăn mấy cái món tempura này lắm, hay là mấy món chiên rồi mình ăn ít lắm. Lâu lâu ăn lại thấy cũng có ngon.